Xin chào quý vị, chào mừng đã quay trở lại với kênh Nhà Giá Rẻ SG. Hôm nay thì em lại review cho quý vị xem một mẫu nhà mà chỉ có hơn 1 tỷ đồng, nhà pháp lý sổ hồng riêng với cái diện tích là 4m, dài 9m quý vị ạ, một trệt một lầu, hướng là hướng đông bắc. Quý vị nào thấy yêu thích căn nhà này thì cùng mình đi vào khám phá căn nhà bên trong này nhá. Và em đang có mặt ở trên con đường dẫn vào trong nhà nhá. Đường này thì đường thông quý vị ạ. Đi vào ở đây là dân cư hiện hữu. Đường thì trước mặt nhà thì hiện tại là mới đang trải đá xanh, nhưng mà chuẩn bị tới sẽ là đổ toàn bộ là đường đan hết nhá. Phía đằng sau đây là hướng đi ra chợ Hưng Long. Mình chỉ mất đúng chừng khoảng 3 phút đồng hồ là quý vị đã tới một cái chợ rất là lớn ở của huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh quý vị ạ. Và hơn nữa thì ở đây dân cư hiện hữu, quý vị đang thấy thì ở đây là có những ngôi nhà đã từng ở đây rồi. Và một trong những căn nhà mình đi vào thì đây là đường nhá. Nếu như quý vị là thấy yêu thích mà một căn nhà mà đường xe hơi vào đến gần nơi mà lại giá rẻ như này, nhớ liên hệ cho mình qua số hotline trên màn hình nha quý vị. Đó, đây là con đường đi vào trong nhà, mình là căn thứ 2 từ cuối đi lên quý vị nhá. Rồi, ok. Và đây là mặt trước của căn nhà quý vị ạ, hướng là hướng đông bắc. Em xin nhắc lại, và với có một cái diện tích là 4x9 gần 10 nhá quý vị. Có một trệt một lầu, hai căn phòng ngủ dành cho quý vị, và bên trên mình có thêm một nhà tắm vệ sinh nữa. Rồi bây giờ xin mời quý vị cùng mình sẽ đi vào khám phá bên trong của căn nhà từng chi tiết. Ở mặt trước này thì quý vị đang thấy thì ở đây là mình có một lớp cửa kính nha quý vị. Với 4 cánh rất là thoáng và rộng mở cho quý vị có thể là đi vào trong nhà. Khuôn viên phòng khách thì quý vị đang quan sát thấy thì ở bên xung quanh này bên em đã thiết kế toàn bộ là lát gạch. Cho nó đỡ với bẩn lên tường nha. Nhà mình có em nhỏ mà không may lỡ có xoa vào thì cũng không vấn đề gì, rất là dễ lau. Phía này thì em đã thiết kế với một cái kệ để che đi giữa không gian phòng khách và phòng bếp. Kệ này thì mình có thể trưng bày những chai rượu quý, bình bông, bình hoa hoặc những lưu thiếp cho gia đình nhà mình. Bên trên trần thì quý vị nhìn thấy có những cái đèn led và đèn chùm rất là cao cấp nha quý vị nha. Trần được giật cấp thạch cao với hai gam màu chính chủ đạo là màu xanh và màu trắng. Bên cạnh đây như quý vị quý thấy một căn nhà với một cái thiết kế rất là đẹp. Đây là âm tường để quý vị có thể thấy là mình có thể đặt những cái kệ tivi ở đây hoặc những cái tấm ảnh nhà mình gia đình. Tiến sâu vào trong này thì quý vị thấy là khuôn viên phòng bếp được thông giữa phòng khách, ngăn giữa phòng bếp và phòng khách thì cũng rất là phong thủy nha quý vị. Ở khu vực phòng bếp này quý vị ơi, đã thấy mình đã bố trí sẵn những cái tủ cho quý vị nhé, rất là nhiều ngăn này quý vị này. Và hơn nữa thì có cả tủ bên dưới nữa. Đấy, mặt bếp thì đều làm bằng đá hoa cương nha quý vị nhá. Lavabo, chậu rửa ngay bên cạnh đây, mình bố trí rất là nhiều những cái ổ điện ở đây. Quý vị có thấy xung quanh nhà đều có những ổ điện để quý vị tiện cắm điện để sử dụng cho gia đình nhà mình. Khu vực này thì em có bố trí những cái đường nước điện ở đây, quý vị có thể một là tủ lạnh, hai là máy giặt để đây sẵn ở đây cũng được. Đặc biệt hơn thì ở dưới này em có bố trí thêm một trong những nhà tắm vệ sinh ở đây, quý vị thấy đầy đủ công năng nhá. Và được ốp lát cao lên tầm khoảng 1m rưỡi 1m7 quý ạ. Trên trần thì cũng là bằng thạch cao. Bên kia thì có những cái cửa sáng thông thoáng cho căn nhà tắm nhà mình. Rồi bây giờ xin mời quý vị cùng mình sẽ khám phá bên trên lầu 1. Ở trên này thì cầu thang thì mình làm bằng tay vịn bằng gỗ. Như quý vị đã thấy thì với một cái trụ với kiến trúc về bên gỗ thì tiện rất là đẹp nha quý vị nha, với một cái gam màu lâu. Và hơn nữa thì như mình đã nói thì tất cả cầu thang cho đến tường nhà mình đều là được ốp gạch rất là sạch sẽ. Bậc cầu thang thì tính theo phong thủy rồi. Đấy, và được lát bằng đá hoa cương hết nhá quý vị nhá. Rồi bây giờ xin mời quý vị cùng mình lên trên này. Thôi được rồi. Và trên cầu thang thì quý vị đang quan sát thì có một cái không gian rất là rộng mở ở đây. Và có đều có đèn chiếu sáng nhá. Và đây là một căn phòng ngủ đầu tiên quý vị ạ. Hôm nay do tình hình kỹ thuật điện do là đóng trễ nên là đã bị cúp điện. Nên là hơi tối xin quý vị nhé. Ở đây thì phòng này thì tầm khoảng 16m2 và được khép kín bởi nhà tấm vệ sinh phía đằng sau này quý vị ạ. Rồi mình cũng không mất thời gian nhiều về cái vấn đề này nữa, mình chỉ đi thoáng qua thôi cho đỡ mất thời gian nhé quý vị nhé. Một trong những căn phòng tắm cũng đầy đủ công năng. Em thiết kế mà thứ nhất là mở nên là rất là thoáng. Rồi bây giờ xin mời quý vị cùng mình sẽ đi ra căn phòng master, căn phòng ngủ thứ hai ở trên lầu 1 này. Một căn phòng rộng chừng khoảng gần 20m quý vị ạ. Có sân thượng đi ra, đây là cái cửa đi ra ngoài ban công, xin lỗi không phải sân thượng nhé quý vị. Có cửa đi ra ban công và phía bên kia thì có một cái cửa sổ cũng rất là thoáng để quý vị nhìn thấy. Ở đây thì ban công này quý vị này, quý vị có thể là phơi đồ hoặc là trồng cây hoa cây cảnh ở đây.
như hướng ra phía đằng trước nhà mình thì quý vị đang nhìn thấy dân cư ở đây hiện hữu rất là đông, với một cái vùng ven thì rất là nhiều cây xanh, rất là mát nha quý vị nhá. Và đặc biệt thì đi vào trung tâm Sài Gòn thì chỉ mất chừng khoảng 20 phút đồng hồ. Và bên cạnh đây thì có chợ Hưng Long là chợ lớn gần nhất, và chợ thứ hai nữa là chợ Long Thượng cũng ở gần đây quý vị ạ. Phía này thì nó nằm ở trung tâm của hành chính như là ủy ban, trường học. Con cái nhà mình có 3 cấp ở đây thì quý vị có thể là đều cho con học tiện đường, và quý vị đi vào thành phố thì cũng rất là thuận tiện để quý vị đi làm tối đến về đây nghỉ ngơi, cũng như là có một ngôi nhà mơ ước cho gia đình nhà mình như thế này thì tầm khoảng 4 đến 5 người ở là thoải mái luôn quý vị ạ. Đường xe hơi vào đến tận nhà luôn quý vị nhá. Rồi quý vị vừa thì đi tổng quan tham quan cái căn nhà của em, thì quý vị nào mà thấy yêu thích căn nhà này thì liên hệ cho mình qua số hotline trên màn hình. Và giá của căn nhà này thì quý vị thấy rất là bất ngờ, chỉ có 1 tỷ 450 triệu quý vị ạ, là quý vị còn thương lượng cho quý vị nhá. Nhà pháp lý sổ hồng riêng, quý vị thấy một căn nhà như thế này mà rất là hiếm ở ngay tại khu vực gần trung tâm. Đấy, ra chợ thì rất là gần, đường xe hơi đi vào. Rồi một lần nữa xin chào và hẹn gặp lại quý vị vào những video lần sau. Đừng quên đăng ký cũng như là nhấn vào nút chuông để sớm nhận được video mới nhất từ bên em hàng ngày, và vào buổi chiều tối nhé, 18:30 là em sẽ đăng ngay trên màn hình.